Chào tất cả anh em nhé. Tối nay mình lại đi xăng nhưng mà trời mưa rồi các bác ạ. Bây giờ mình tạm trú mưa ở đây tí nữa, xem trời có tạnh mưa không. Buổi sáng các bác nhá. Tối qua mình lên xăng chuẩn ở đây nhưng mà trời mưa to quá, mình không đi xe về nhà được. Sáng nay mới trèo từ dưới này lên các bác ạ. Mình được khoảng mấy con. Chỗ này con to quá các bác. Con này nó ăn một đêm đấy phải 2 đến 2 3 bắp ngu luôn này các bác. Đây là loại chuột to nhưng mà đây chỉ là những con nhỏ thôi. Được khá là nhiều, khoảng mười mấy con.